Cô chú chị lại chăn nuôi bánh trang. Hôm nay lên bộ mẹ con. Mẹ muốn xin ha. Con là đực kem. Hiện mẹ là đứa to mới đẻ lứa đầu tiên. Đó, giờ mời cô chú chị xem nội dung, thấy cả nghĩ mua thì liên hệ cho em ha. Đó. Hiện bên bán là bao rồi, đơm cho cô chú chị mình 3 tháng. Đó. Giá bò mẹ con là giá cực kỳ yêu thương luôn. Đó. Thì bò mẹ con nè, cô chú chị. Bò mẹ con thì một mẹ chịu cam đo không giữa lưng là 1m2 bò ha. Mẹ thì nó liền bò nó còn tơ, nó còn ấy ha, nhìn không sam đâu là mấy 25 bò đó. Chân cẳng quan sát không có bú ấp xe xuống đúng ruột hết mẹ con luôn ha. Ngày con được kem này mới đẻ được 1 tháng nè. Chân nè, chân trước như sao là chân là đứng thẳng băng ha, chú chị không có quy gì hết nè. Đó, chân móng nè rúng miếng cũng vậy. Đây phỏng đây nhìn chân của nó nè, thấy không? Ồ vú mẹ cũng tốt nè. Sải em quan sát nè, thấy mặt thấy lưng là nghiêm chỉnh nha. Đó, đây cái mặt cái lưng nghiêm chỉnh, bộ màu là đỏ ao ha, lông da sắc lạc luôn à, không lông nhuyễn da mỏng ha. Đó. Thì à, bên bán là bao loại đơm cho cô xuống chị mình là 1 tháng 3 tháng ha. Bộ mẹ nè nó hơi liền lạc bò dài đòn. Đó. Thì à, mẹ con này bán giá tại chuồng ha, giá tại chuồng là 15 triệu. Đó, mẹ con được kem giá tại chuồng 15 triệu, thì cô xuống chị nào gần xa ưng ý mua liên hệ cho em ha. Đợt thì mới đẻ được 1 tháng. Bán bao loại đơm cho cô chú anh chị mình 3 tháng ha. Viết giấy bảo hành đàng hoàng. Đó, bộ mẹ con này có 15 triệu mà. Bán giá thịt. Ừ. Giá tại chuồng ha, không có bao ship. Thì cô chú anh chị ở gần xa, nếu mà xa quá thì ngại tiền phí xe nhiều, mình ghép xe ha. Thì ghép xe hay đại đủ chuyến xe mới đi được, chứ không có đi liền được không chú anh chị, cũng dài bữa 2-3 bữa đó, to là 5-6 bữa trở lại. Đó. Mẹ nè liền lạc không có bú ấp xe xuống lúng được hết, dần lúng mẹ nè. Đó. Mẹ đi tới luôn là bình thường, không có xạ dòi hết ha. Mẹ sái được nghiêm chỉnh hết đít nè. Mẹ bỏ mấy con cái giá tiền là 15 triệu. À, cô chú chị là gần xa. Ừ, nghĩ mua thì liên hệ cho em. Nha. Đây. Chân cẳng màu con được kem nè. Kem chạy gầm gầm ha. Mấy con tháng mà vậy nè. Đó. Thì bỏ mấy con này mẹ, mẹ tao tháng lứa đầu tiên ha chú chị. Đó. Giá tiền là 15 triệu và tại chuồng không còn thương lượng gì hết ha. Tiền đó, cực kỳ rẻ luôn. Bò không bự bò ha, bò mẹ nó dài đòn. Nó liền bò. Giá tiền có 15 triệu thì con chú chị mình đi đâu tìm nữa ha. Nhân tay nhấc máy gọi ngay. Rồi mẹ thì lẫn bóng luôn nè, bóng nưỡng ha, con này chạy tới luôn nè cô chú. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú chị mình xem hết rồi, mong cô chú chị giá đó 15 triệu tại chuồng thì ưng ý được mua thì liên hệ ha. Quay tầm xa cho bà cô chú thấy rõ con bò, thấy nó rõ nguyên con cho nó dễ ha. Bộ mấy con có 15 triệu không giờ biết lỗ ha. Bán như thật cô chú anh chị.
nha. Đất này của đơn vị, khu đất này ha. Chứ mình cả này đứng thẳng lẳng nha. Rồi này anh nhắc lại là bò này anh chủ nhà anh vô tin là chứ 3B nha. Tàn lớn đó thì cô chú anh chị mình thấy nuôi kinh tế thì nuôi bắt con bò này nuôi là rất là ok ha. Bò thì bao loại đơm cho cô chú anh chị mình 3 tháng, chữa thì em bao chữa ha, viện vòng 3 ngày. Cô chú anh chị mình hay thăm khám lại cho em cái đó. Giá là 22 triệu bao ship ha. Đó. Bò rất là rẻ bò luôn. Đuôi mà hình dáng là tướng cá rất là đẹp. Giá tiền 22 triệu nè. Đó, rất bự bò này, bảo đảm là không có mắc ha, cũng vậy rất là rẻ luôn. Đó. Chữa là 3 tháng rồi ha. Bên em cũng đã ra thăm khám rồi, siêu âm rồi, chữa 3 tháng do tinh 3B. Đó. Cô chú anh chị nào nhà ý mua thì liên hệ cho bên em nha. Rồi, em ở tại huyện Ba Tri luôn ha, chú anh chị.